Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Trong video này á, Mai sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để mà mình đăng ký một cái tài khoản Antares. Khi mà các bạn nhận được cái đường link giới thiệu từ cái người bạn của mình thì các bạn có thể ấn trực tiếp vào, hoặc là các bạn có thể sao chép và các bạn truy cập bằng cái trình duyệt, ví dụ như Chrome hoặc là Cốc Cốc. Thì ở đây Mai sẽ sao chép cái đường link này và Mai sẽ mở cái đường link này trên cái trình duyệt Cốc Cốc nha. Rồi khi mà các bạn truy cập vào thì nó sẽ hiện ra như thế này. Đó, thì ở trên là nó sẽ có cái ID và cái email của cái người mời của mình. Ở dưới là các bạn sẽ nhập cái email mà các bạn muốn tạo tài khoản nha. Ở đây ví dụ như là Mai tạo bằng cái Gmail này nha. Rồi khi mà các bạn điền email xong thì các bạn sẽ ấn vào đăng ký. Thì nó sẽ yêu cầu mình là mở cái mail của mình lên. Cái mail mà khi nãy mình dùng để đăng ký đó, mình mở cái mail lên thì sẽ có hướng dẫn tiếp. Ở đây là các bạn sẽ mở cái mail của mình lên nè. Đó, thì bên Antares nó sẽ gửi một cái mail như thế này, các bạn sẽ ấn vào nha. Đây là một cái lời chào mừng. Đấy, thì khi mà mình để mà tiếp tục thì các bạn sẽ kích vào cái đường link này. Các bạn sẽ kích vào nha, các bạn mở bằng Chrome lên. Đó, đây, đăng ký xong rồi nè. Đấy, các bạn thấy không, cái ID, cái email của mình này, cái quốc gia là nó sẽ tự động và nó điền Việt Nam cho mình. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình sẽ tạo cái mật khẩu. Đó, thì các bạn sẽ tạo mật khẩu ví dụ như là mai.123. Đây, ở dưới này thì mình sẽ lặp lại cái mật khẩu nha. Đó, rồi khi mà các bạn điền xong mật khẩu thì các bạn tích vào cái ô là tôi đồng ý. Rồi sau đó là các bạn ấn đăng ký nha. Đó, thì bây giờ mình đã đăng ký thành công rồi. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái chỗ để mà đăng nhập tài khoản lại nha. Rồi ở đây là mình sẽ điền cái email và cái mật khẩu của mình nè. Đó, thì ở đây á, các bạn sẽ đăng nhập vào. Rồi, khi mà các bạn đăng nhập xong á, thì nó sẽ hiện ra cái trang chủ như thế này. Thì cái lý do mà Mai thao tác trên cái điện thoại là vì là có rất nhiều bạn chúng ta dùng điện thoại nhiều hơn là máy tính. Cho nên rằng là khi mà Mai thực hiện thao tác trên máy tính á, sẽ rất nhiều bạn là không có biết được cái thao tác trên điện thoại như thế nào. Cũng như rằng là cái giao diện nhìn nó rất là khác so với giữa máy tính và điện thoại. Cho nên rằng là Mai sẽ thao tác trên điện thoại. Còn những bạn nào mà chúng ta có máy tính thì cái giao diện của mình nó cũng sẽ tương tự như vậy nha. Rồi, bây giờ các bạn sẽ ấn vào cái phần ba gạch góc trên bên phải. Đó, các bạn vào cái chỗ lướt lên. Các bạn vào cái chỗ là dữ liệu cá nhân nè. Các bạn vào dữ liệu hồ sơ. Đó, ở đây là các bạn bấm dấu X nha. Ở đây thì nó sẽ kêu mình là để nâng cấp bảo mật, thì các bạn sẽ thay đổi mật khẩu. Thì nếu như mà các bạn muốn thì các bạn thay đổi, còn không thì các bạn cứ việc ấn dấu X ở đây. Rồi ở đây thì các bạn sẽ điền những cái thông tin để mà bổ sung vào cái hồ sơ của mình nha. Tên thì các bạn sẽ điền tên của mình vào nè. Đó, phụ danh nếu mà có thì các bạn điền, không có thì thôi. Họ thì các bạn sẽ điền họ của mình vào, và lưu ý rằng là cái tên và cái họ của mình mình không có đánh dấu nha. Tại vì là khi mà mình có dấu là nó sẽ bị lỗi phông. Ở cái phần đất nước là nó sẽ tự định vị cho mình là Việt Nam. Khu vực thì các bạn cứ việc là điền thôi. Đó. Rồi, thành phố của bạn, bạn ở đâu thì bạn cứ việc điền cái tên thành phố của bạn là được nha. Ngày sinh thì nó sẽ có định dạng là ngày, tháng và năm theo thứ tự như vậy thì các bạn sẽ điền nha. Đó, các bạn sẽ điền theo cái định dạng như vậy. Đó, được chưa? Rồi, bây giờ cái giới tính của mình ấy, mình sẽ chọn cái giới tính của mình nha. Đó, ai nam thì điền vào, ai nữ thì điền vào. Rồi, về cái phần mà kể về bản thân mình ấy, thì các bạn có thể sơ lược qua, ví dụ như là tôi tên là, đó, các bạn cứ việc điền vào, rồi các bạn cứ việc điền vào thôi. Sorry, mình điền cũng bằng tiếng Việt không dấu nha. Rồi, chúng ta điền như vậy thôi. Rồi về cái phần thông tin liên hệ thì các bạn có thể điền cái số điện thoại của các bạn vào. Đó, các bạn có thể điền cái số điện thoại của bạn vào. Bạn có Telegram thì bạn điền Telegram. Bạn có WhatsApp thì các bạn điền WhatsApp của mình vào nha. Rồi, tiếp theo khi mà các bạn
xong hết rồi ở đây rồi, ở cái phần mà ở trên này nè, các bạn có thể chèn cái hình của mình vào cũng được, cái ảnh cá nhân của mình á, các bạn thích thì các bạn có thể chèn vào để cho cái tài khoản internet của mình nó sinh động hơn nha. Rồi sau khi mà điền hết á, các bạn sẽ ấn lưu. Rồi, nó sẽ hiện ra là dữ liệu hồ sơ đã được lưu thành công. Và lưu ý rằng là những cái thông tin này thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được nha. Cho nên là bạn nào mà có điền sai hoặc là điền như nào mà mình muốn chỉnh sửa lại thì cứ việc vào cái phần thông tin cá nhân, hồ sơ cá nhân để mà các bạn thay đổi lại. Rồi, thì cái video hướng dẫn mọi người tạo một cái tài khoản cũng như rằng là điền những cái dữ liệu hồ sơ cá nhân của mình thì hy vọng là mọi người có thể tạo được một cái tài khoản thành công và đồng hành với Mai trong cái dự án Antares này nha.